tại hơn 300 điểm cầu trên cả nước đã diễn ra hội nghị đào tạo trực tuyến giáo dục đại học trong dịch COVID-19. Đây là hội nghị trực tuyến có số điểm cầu nhiều nhất mà Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ trước đến nay. Để ứng phó với việc chưa thể quay lại học tập trung, các cơ sở giáo dục đại học đã áp dụng phương pháp đào tạo trực tuyến. Thực tế của hoạt động giảng dạy trực tuyến đã cho thấy có nhiều khó khăn, thách thức nhất định. Tuy nhiên, đại diện các cơ sở đào tạo đại học cho rằng đây là cơ hội để tạo ra cú hích trong chuyển đổi số của ngành giáo dục. Ta nói là bây giờ chuyển sang học từ offline sang online, mà thực sự đây là quá trình chuyển đổi số trong cả cái trường đại học. Và trong quá trình chuyển đổi số thì nó sẽ hình thành chuỗi giá trị để các cái trường cung cấp những dịch vụ của mình về nội dung, về những cái bài giảng, về những cái học liệu, rồi về những cái khác nữa. Việc phải ngừng học tập trung kéo dài do dịch COVID-19 của các trường đại học là một thách thức rất lớn đối với các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho việc phát triển giáo dục đại học theo hướng số hóa trong đào tạo. Không chỉ cái vấn đề chúng ta ứng phó đối với cái mùa dịch COVID-19 này, mà các cơ sở giáo dục đại học đã nhận thấy được cái tầm quan trọng của cái việc mà giảng dạy trực tuyến này, nó giúp cho thực chất đây là chúng ta chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Và đây là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong giáo dục. Sinh viên sẽ có nhiều cái phương thức học tập, các cái học liệu, tài liệu rất là đa dạng và có thể học mọi lúc, mọi nơi. Theo thống kê, đến nay cả nước có 110 trường tham gia đào tạo trực tuyến với các mức độ từ đơn giản đến hoàn chỉnh. Vẫn còn 104 trường chưa đào tạo trực tuyến, trong đó công lập là 86 trường và 18 trường ngoài công lập. Ngoài ra, 33 trường khối an ninh quốc phòng đều học trực tiếp, không đào tạo trực tuyến.